quý vị khán giả đang đến với chương trình Cưới đi chờ chi. Và ngày hôm nay tôi và Lan Trinh sẽ là hai sứ giả tình yêu. Thông qua chương trình Cưới đi chờ chi, chúng tôi sẽ giúp cho những cặp đôi vô cùng đáng yêu sẽ sẵn sàng cảm thấy tình yêu của mình đã đủ sự chín mùi để bước qua một cái ngưỡng cửa, đó chính là bước cửa hôn nhân. Wow. Và các bạn ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một cặp đôi rất là dễ thương. Và bây giờ không để quý vị khán giả chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng gặp gỡ cặp đôi mới đi nào. Đi rồi. Bạn trai Quang Hợp, 29 tuổi, quê Nghệ An, từng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, Trung Quốc, kiêm bán hàng online. Anh là con trai út trong gia đình tộc trưởng. Còn bạn gái Thùy Nhi, 31 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, hiện đang làm kinh doanh online. Cô là mẹ đơn thân có con gái 4 tuổi. Cặp đôi đã quen nhau khi Nhi đi mua hàng online của Hợp. Họ đã có một quãng thời gian yêu xa 2 năm và mới đây, Hợp đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ở Đài Loan, Trung Quốc trước thời hạn để về đoàn tụ với mẹ con Nhi. Tình yêu của họ đầy ngọt ngào nhưng cũng nhiều trở ngại khi vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của gia đình nhà trai. Ngày hôm nay, Quang Hợp đưa Nhi tham dự chương trình này, đồng thời ấp ủ một kế hoạch bất ngờ dành cho Thùy Nhi, người phụ nữ anh yêu thương đã chịu nhiều sóng gió của cuộc đời. Xin chào hai bạn, trời ơi, wow. Chào các bạn. Ôi. Trước đi. Chào, ai cũng dễ thương hết ha. Ai đẹp trai, đẹp gái rồi ha. Có lẽ ngay từ đầu chắc chúng ta cũng sẽ để cho khán giả của chương trình biết rằng là làm sao mà có thể dẫn tới câu chuyện tình yêu một cách ngọt ngào được như vậy. Câu chuyện là như thế này, bởi vì tại thời điểm đấy là anh Hợp đang kinh doanh sản phẩm chung nghi. Thì em cũng nghe cái sản phẩm đấy khá là ok, thì cũng muốn tìm hiểu, ăn thử và để mình trải nghiệm xem nếu như ok thì mình cũng kinh doanh luôn. Tức là theo ý của tôi hiểu là một bạn thì đang ở Việt Nam, một bạn đang ở Đài Loan và gặp gỡ nhau ở trên mạng. Đúng rồi. Kinh doanh online. Thì là lúc quá trình mình khó khăn nhất, thất bại nhất thì bạn này hỗ trợ mình. Dân kinh doanh mạng như tụi em rất là nhạy. Em vào trang cá nhân của người này, em gặp em cảm giác là người này đang có vấn đề. Ngay trước thì xin chị em cơ, tức là em lớn tuổi hơn anh. Thì em nói là bây giờ em đang có một số vấn đề như này, bây giờ cần phải giải quyết ngay, nếu không là nó sẽ gặp rủi ro trong kinh doanh ấy. Wow, đấy, hay thì quá. Khi mà em xác định được như thế thì em xông pha vào giúp thôi. Và bạn cảm giác như thế nào khi sự chân thành? Trong khoảng thời gian đó, rồi lúc nào các bạn nhận ra tình cảm dành cho nhau? Hay là ngay từ đầu Nhi đã thấy là anh chàng này mình thích từ cái nhìn đầu tiên rồi, nên mình mới dùng cái danh nghĩa là giúp để mình tấn công? Không, chứ em không có ý định gì cả với người này cả. Bởi vì cứ nghĩ là người này nhỏ tuổi thì em trong đầu của em trước không thích giờ, yêu người nhỏ. Bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quen một cái người nhỏ tuổi hơn không? Chưa. Chưa bao giờ nghĩ luôn đúng không? Cái này nó nằm ngoài cái kế hoạch của em. Câu chuyện tình yêu nó đến một lúc nào đấy mình không thể biết được. Và bình thường á, hai bạn là sống ở hai nước khác nhau, thì cái việc mà hai bạn liên lạc với nhau nó có khó khăn không? Bọn em hay nói chuyện đêm. Thì anh làm đêm thì anh tranh thủ giờ đêm, còn em phải thức đêm để nói chuyện với anh ấy. Trời ơi, thì bởi vậy nói làm sao mà người ta không yêu đúng không? Thì thời gian đầu mà hai em anh Hợp kết nối cùng nhau á, thì có những cái lúc mà em bận thì em lại quăng cái điện thoại cho bé Suri, và Suri sẽ là người nói chuyện với anh Hợp. À, như vậy có nghĩa rằng là Suri là người kết nối tình yêu của các bạn chặt hơn đúng không? Quan điểm của bạn thế nào về cái chuyện là yêu một người phụ nữ đã có một em bé trước đó rồi? Thật ra mình sang nước ngoài 6 năm. Thứ hai mình cứ tư tưởng về cái chuyện là người phụ nữ có con hay chưa có con là chuyện quá bình thường. Và mình xem như nó là một món quà. Món quà vô giá. Khi lần đầu nói chuyện với cháu thì hai chú cháu rất bình thường. Nói chuyện xong tầm khoảng 1 đến 2 tháng, tầm 2 tháng thì có một ngày vừa đi làm về, mẹ gọi cho mẹ gọi cho chú. Thì bé cầm điện thoại gọi lên: "Bố ơi." Mình giật mình. Wow. Cái này mẹ có bùa cho bé không? Là tự động bé làm nên cái điều đó. Và hôm đấy mình không ngủ được hẳn. Mình suy nghĩ chứ đúng không? Rất suy nghĩ, vì tự dưng đang chưa tự dưng có người gọi mình bố. Thì câu chuyện tiếp theo thì mình bắt đầu mình mới suy nghĩ. Ngày hôm sau mình hỏi bé: "Tại sao con lại gọi chú bằng bố?" Thì bé bảo: "Con muốn có bố."
Trinh thắc mắc là sẽ có nhiều bà mẹ đơn thân có những cái tâm trạng khác nhau, tâm lý khác nhau khi mà đến với tình yêu mới. Nhưng mà riêng trường hợp của Nhi thì có bao giờ lo lắng, suy nghĩ hay là cụ thể là như thế nào, có sẵn sàng cho bất kỳ một người đàn ông mới nào bước vào cuộc đời mình? Em thì không giấu gì, bởi vì cái lúc mà thời điểm em có bé Suri thì cũng có một người sẵn sàng cưới em luôn để mà muốn lo cho em trong thời điểm đấy. Nhưng mà đúng là ngay cái thời điểm đấy mình vừa có một cú sốc rất là lớn, để mà kết thúc mối quan hệ này mà bắt đầu một mối quan hệ mới thì em không chấp nhận. Không chấp nhận ấy, em từ chối luôn. Và cũng em cũng xác định từ cái lúc mà xác định nuôi bé Ri thì không muốn lập gia đình nữa. Nhưng mà gặp người này thì em suy nghĩ khác. Thôi bây giờ hãy kể cho chúng tôi nghe một cái câu chuyện rằng cái lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau thì như thế nào, cảm xúc ra sao? Lần đầu gặp nhau thì em cũng hồi hộp kinh khủng lắm, bởi vì anh ở Đài Loan về trước, xong rồi anh về nhà ở Nghệ An á, xong rồi anh quay ra Hà Nội đón em. Thì gặp nhau ở sân bay? Gặp nhau tại sân bay Nội Bài. Chuẩn bị gặp rồi thì lúc đó cảm giác thế làm sao? Cũng hồi hộp kinh khủng lắm, nhưng mà em sợ anh không tự nhiên ấy, em phải cố tự nhiên hết sức. Rồi bên đây làm sao? Rất là hồi hộp. Từ lúc gọi là mình 18 cộng giờ thì mình cũng có từng yêu một lần. Đến thời điểm mà yêu Nhi thì mình cảm xúc nó những lần đầu tiên được yêu thì mình cũng rất là bồi hồi, rất là run. Thì mình gặp bạn Nhi thì mình chỉ biết cười thôi. Ngay cái thời điểm đấy thì em thấy anh không có dám nhìn vào mắt em cơ. Xong rồi anh chỉ nắm cái tay của em, anh đặt trên ngực trái, trên tim á. Thì tim nhảy cảm giác như nó muốn ra khỏi luôn ngực. Nơi nào là cái nơi mà bạn cho rằng là sẽ mãi mãi không bao giờ quên? Với bản thân mình thì ở Huế, mình cùng Nhi và con, bé con ấy, thì được đi du lịch, đi bộ dưới bãi biển. Cảm giác nó như một gia đình thực sự. Đó là điều mà mình không bao giờ quên. Và lúc đó bản thân bạn cũng cảm giác rằng là à, tôi là bố của Suri. Chính xác. Bởi vì lúc anh về nhà em ấy, về nhà em chơi thì bởi vì bé con của em rất là vui. Kiểu như bởi vì từ trước tới giờ, từ lúc sinh ra tới giờ bé chưa gặp bố lần nào. Thì khi mà gọi anh Hợp là bố rồi thì cảm giác đi khoe với bạn bè rất là tự hào. Cưới một người phụ nữ mà đã có con rồi á, sẽ bước qua những cái trở ngại rất lớn, áp lực từ gia đình. Không biết bạn có phải trải qua những điều đó hay không? Có. Cái này cũng là cái thử thách khá lớn với bản thân mình. Cũng chia sẻ mình là con trai miền Trung. Gia đình mình nói theo như chính như ở miền Trung là đàn ông thì có hơi gia trưởng. Bố mình là tộc trưởng nữa. Đấy, thành ra là cái văn hóa thời xưa giờ thì mình là con út, mọi thứ nói chung là dòng họ người ta thường thường hay để là con út. Nên là việc đấy thì bố mẹ không được hài lòng. Nhưng mình tin là mình sẽ vượt qua. Không hài lòng nhưng có đưa ra cái chuyện là cấm cản tuyệt đối không? Vậy thì hai bạn đã đặt ra một cái mục tiêu lớn gì chưa? Mua nhà ở Đà Nẵng, mà hai bạn quyết định là về Đà Nẵng sinh sống. Vâng. Nhưng mà trước khi chúng ta bước tới hôn nhân, chúng ta sẽ còn đâu đó những cái khúc mắc. Và cái điều này thì tôi hy vọng là chúng ta sẽ được trao đổi riêng để chúng tôi ghi nhận để sau đó chúng tôi trao đổi chéo lại với nhau để cả hai chúng ta cùng nhau tiếp nhận, để tiến bộ, cùng nhau tiến bộ mà không có mang bất kỳ một cái sự tự ái nào, được không? Dạ. Ok, bây giờ Trinh sẽ đi với Nhi. Rồi sẽ đi với Hợp. Ok. Okay. MC Miko Lan Trinh đã có cớ đưa Nhi đến công viên Hoàng Văn Thụ. Nhi được giới thiệu đây là bối cảnh để phỏng vấn những điều riêng tư, và quả thực đã có những nỗi đau thầm kín mà lần đầu tiên người mẹ trẻ này chia sẻ. Ngay khi mang thai, cô bị người yêu ruồng bỏ, nhiều người khuyên không nên giữ lại thai nhi. Nhưng Thủy Nhi đã dũng cảm đánh đổi cả tuổi xuân và tương lai của mình để bảo vệ và nuôi dưỡng một sinh linh bé nhỏ là bé Suri. Bây giờ mình tới cái giai đoạn là mình chuẩn bị kết hôn. Thì lúc nãy Trinh có nghe nói là bên ba mẹ của anh không thích. Thì Trinh thắc mắc là rồi lúc đó bạn nghe thấy làm sao? Thì
Mà chung là em cũng xác định trực tâm lý rồi, nhưng mà cảm giác lúc đó rất là buồn. Cái điều mà em lo lắng là không phải là từ hai bác đối xử với em như thế nào, nhưng mà em chỉ lo một điều duy nhất trong lòng cứ cắn cắn mãi, đó là sự con gái em lúc mà về nhà đấy á, thì có được chào đón hay không. Bởi vì thực ra cái tâm lý của một người mẹ thì người ta luôn quan tâm về con mình rất là nhiều. Bởi vì bản thân em á, từ lúc nuôi bé Vi cũng gần 5 năm, tức là từ lúc mà em có Vi á, thì bao nhiêu khó khăn em cũng quá hết rồi. Em khi mà em ra ăn hợp á, em cũng xác định em nói khi mà nếu á, mà sau này mà bố mẹ có buộc anh phải lựa chọn giữa em và anh á, thì em sẽ là người buông tay trước. Bởi vì em nghĩ á, em làm mẹ rồi á, nên em hiểu được cái cảm giác mẹ của anh lo lắng thương cho anh như thế nào. Em luôn cố gắng nỗ lực và làm đủ mọi cách để bé vì em có những cái điều tuyệt vời nhất, thì em nghĩ mẹ anh cũng như vậy. Bởi vì ở gia đình anh á, tôi sợ rằng là bây giờ mà anh quen em á, thì giống cái kiểu là bây giờ có thêm con của em rồi thêm em ấy, thì anh sẽ rất là vất vả. Nhưng mà em cũng hiểu rõ quan điểm là bao lâu nay em tự lực tự kiếm tiền được, em tự chịu tài chính được, thì bây giờ chỉ là cái quen anh yêu anh thì thành một cái gia đình nhỏ thôi, chứ còn về cái chuyện tài chính hay là gánh nặng nó liên quan gì ở đấy cả. Xin biết là Nhi tất nhiên là chưa có chuẩn bị gì để phải nói gì với mẹ của Hợp. Nhưng mà nếu như mà hôm nay mình lên truyền hình đó, thì chắc là các bác cũng có thể là sẽ xem thấy. Bây giờ Nhi cứ có thời gian cứ suy nghĩ thật kỹ, xong rồi mình nhờ máy quay nè gửi một cái lời chào và một cái lời nhắn gửi nào gọi là chính thức đầu tiên á, đến cho các bác, thì bạn sẽ nói gì? Nhân dịp mà con có mặt ở trên chương trình này, thì con cũng xin chương trình là gửi lời chào chính thức tới hai bác. Con biết là chuyện tình cảm giữa con và anh Hợp thì hiện tại hai bác sẽ không vui, nhưng mà thật sự là hai đứa con yêu nhau thật lòng và nghiêm túc với mối quan hệ này, nên con mong hai bạn ủng hộ cho hai đứa con có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Bởi vì hôn nhân thì chỉ có tình yêu mới bền vững thôi, chứ còn mọi thứ theo như xã hội cho là phù hợp, cho là mọi thứ nó quy củ, thì cũng không chắc là có lấy nhau về nó có hạnh phúc hay là không. Cho nên là con mong hai bạn là sẽ ủng hộ cho hai đứa con, và mong một ngày gần nhất là con được phép về nhà để thăm và ra mắt hai bác ạ. Hy vọng là ở Nhi và các bác sẽ có sự đồng cảm, đồng điệu với nhau. Dạ. Yeah. Giống như là bạn với Hợp nha. Yeah. Trong khi Thùy Nhi đang tâm sự với MC Miko Lan Trinh, thì Quang Hợp đang cùng ngồi xe với Basjo di chuyển tới quán cà phê gần sân bay Tân Sơn Nhất và chia sẻ kế hoạch bất ngờ anh đã dành cả tuần để chuẩn bị cho Thùy Nhi. Ngày hôm nay kế hoạch của bạn sẽ là gì? Kế hoạch của ngày hôm nay thì mình đã đặt vé máy bay cho mẹ của Nhi và con của Nhi là Suri từ Huế bay vào đây từ ngày hôm qua. Thì đến thời điểm bây giờ là chúng ta sẽ đến đón bác gái và cháu. Và mình có chuẩn bị một món quà minh chứng tình yêu mình dành cho cô gái đấy, là một sinh nhật cầu hôn. Và dĩ nhiên là Nhi không biết điều này đúng không? Chắc chắn là không hề biết. Tôi ở trên tay của tôi là một bức thư. Đó là tất cả là những tâm tình mà Nhi muốn dành tặng cho Hợp. Hợp cũng chưa từng coi qua cái lá thư này, và tôi
sẽ dành một ít thời gian để cho Hợp xem qua lá thư này nha. Ngày 9 tháng 9 năm 2019 là một ngày rất là đặc biệt, một ngày mà cả hai đứa chúng mình cùng mong chờ nó. Và có một cái điều mà không hay xảy ra, đó là anh bị sốt xuất huyết, sốt rất là cao. Em không tài nào ngủ được, anh cứ luôn tự động viên: ngày mai nữa thôi là anh khỏi bệnh rồi em ạ. Từng ngày em kề cận bên anh và em chứng kiến những điều, những việc xảy ra với anh từng giây phút. Cho nên em không muốn, thật sự không muốn anh tham gia chương trình chút nào. Cho nên em đã có một cái đề nghị rằng là: anh à, hay là thôi mình hủy chương trình đi, mình không quay lần này thì có thể quay lần khác được không? Anh khăng khăng bảo em rằng là nhất quyết mình phải quay lần này em à, bởi vì chương trình này anh đã chờ đợi nó, đã lên kế hoạch cho nó gần cả một năm nay. Nhưng mà đến sáng hôm đi quay chương trình thì anh lại sốt thêm một lần nữa. Em thật sự rất lo lắng, nhưng mà để hoàn thành cái tấm nguyện của anh, em đã chuẩn bị mọi thứ và chỉ việc đi theo, thực hiện theo lời nói của anh mà thôi. Chỉ lần này thôi nha. Quay xong chương trình thì chúng mình sẽ về cùng nhau. Hãy giữ nó cho riêng của bạn. Đây sẽ là một cái kỷ niệm gọi là thật tuyệt vời. Và tôi hy vọng rằng là quyết định của bạn ngày hôm nay sẽ là đúng đắn, và chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc cho ngày hôm nay. Vâng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi đến đón bà ngoại và con gái của cả hai là bé Suri. Hãy cùng chúng tôi đi nhé. Theo kế hoạch, Quang Hợp đã bí mật đặt vé cho mẹ đẻ của Nhi và bé Suri từ Huế vào Sài Gòn để tạo món quà bất ngờ dành cho Nhi. Giờ thì hai cha con cùng đi mua hoa để chuẩn bị cho kế hoạch cầu hôn. Bông này tặng ai? Tặng mẹ nha. Trong khi đó, Thùy Nhi vẫn tưởng là đã kết thúc chương trình. Cô sốt ruột chờ người yêu tới để cùng đi về. Địa điểm tỏ tình mà Quang Hợp chọn chính là công viên Hoàng Văn Thụ. Đâu? Có thấy hình mũi tên không? Em có thấy hình mũi tên. Ờ, em đi theo hình mũi tên đấy. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Cố gắng lên nha. Ăn chào bác. Đừng nói chờ anh. Chỉ biết nói rằng yêu hai mẹ con nhiều thôi. Mong mà ở đây có bạn chứng kiến rằng là anh có điều đó là.
em đồng ý làm vợ anh nhé. Dạ rồi. Chúc mừng cả nhà của chúng ta. Chúng ta cuối cùng cũng đã có được cái giây phút rất là trọn vẹn. Dạ con hỏi bác, cảm xúc của bác như thế nào ạ? À, cảm xúc của bác thì rất là vui vẻ và sung sướng. Vì con đã một trải qua là một chuyện buồn mẹ rất là đau khổ rồi. Bây giờ gặp hợp là về tương lai sau này là mong muốn nhất là đi đến với là con mẹ đến bờ bên để răng lông đầu bạc gặp dù và đứa con tội nghiệp sau này và nhận đứa con của mình chưa ra đời. Thực ra ngày hôm nay là sẽ là một cái ngày gọi là đánh dấu, gọi là chấm dứt những chuỗi ngày đau buồn, bởi vì ngày hôm nay Nhi đã tìm được một người đàn ông vô cùng chân thành, sẵn sàng bước tới cuộc đời của Nhi để che chở, để bảo vệ cho Nhi cũng như là Suri. Đó là một điều hạnh phúc và bác Thu nghĩ rằng là chuỗi ngày hạnh phúc nó sẽ tiếp diễn suốt cả cuộc đời này. Có đúng như vậy không? Đúng quá. À. Dạ, là mong là bạn Nhi sẽ hạnh phúc từ giờ trở đi, không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì một mình nữa, mà sẽ có Hợp cùng nắm chặt tay. Cái vấn đề quan trọng nhất là ba mẹ của Hợp có thái độ như thế nào, đó là một chuyện vô cùng mấu chốt, và hy vọng là tất cả trong đợi vào Hợp giúp nha. Chính xác, cố gắng lên. Và Hợp và Nhi chính là một trong những biểu tượng đẹp của tình yêu mà chương trình Cưới Đi Chờ Chi muốn mang tới cho quý vị khán giả. Và đến đây thì chương trình cũng xin nói lời chào tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào.